Các bạn, ngày hôm nay là một ngày đẹp trời để chúng ta có thể cùng nhau đi tô mò. Và để tô mò cho đẹp nhất thì các bạn hãy cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thể động lực ra video nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô mò nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Này anh em vừa nha. Rồi. Vậy người kia mang chắc 8 tiếng, 9 tiếng. Chạy nghi nhân này. Này chắc 10 tiếng, đây có 10 tiếng. Ôi, có mỗi anh 10 tiếng. Có mỗi anh tầm 6 đi. Có anh tầm 6 đi xuống chứ. Thì cũng lỗi cho người. Anh lỗi nhớ. Người làm lắm. Bạn mấy giờ này? 8. 8 giờ? 8 giờ nhưng mà 1 giờ là 3 tiếng giữa này. Chiều 4 tiếng có 7 tiếng. À, 7 tiếng giữa này. Ô chị đi ra 7 rưỡi cơ. À, thế cho. Tối kiểu gì cũng từ 8 giờ. 8 giờ nhưng mà 1 giờ làm lâu. Là phải tầm 9 tiếng đến 10 tiếng thì giết người hơn cả anh. Chị không có thời gian làm gì thế đâu đâu. Chị mình lười làm lắm nhưng mà vì tiền. Chị lười làm. Ha ha, chị lười làm. Sướng như vậy. Tận chức cũng là một góc mà 1, 2, 3, 4 có 5 cái đơn thôi, 5 cái có một góc. Cái đó gì vậy là góc quá. Có khi ngoài ngoài ở đây làm cái đấy thì thường là cho làm gì cho như thế. Tận chức cho làm đến 2, 8, 2, 7 đó cho mình xử xử nữa. Có khi quy tổ chẳng nhớ được. Vậy là sạc quá. Không sao cái gì, lo đi là vừa. Bạn ấy đang lo và không có việc để về, chứ vừa lo thì gì thế. Chị chỉ lo không có việc rồi. Từ ra anh thích sự gì không kỳ đi việc. Không, hết việc á. Ừ. Từ ra anh thích việc. Không nên là lời anh bị ra. Chỉ cần nói gì cũng không biết. Tính dần đi để vừa rồi, nếu này thêm việc thì chị có phải đi xin bác sĩ về. Nhưng mà phải nói là con, nếu mà thấy thì mới để mua cây về. Mày tô bốn máy vào. Mày không thấy anh kiên bản. Tô mò cả lượng nó nhanh, rất là nhanh. Đúng rồi. Chủ rất là nhanh luôn. Nên là lên kia lấy máy. Nè. Rồi. Thấy chưa, mày lên lấy cho máy nó thấy chưa. Lên lên lấy máy nó không tô, nó tô bằng. Lấy này, có bằng con đủ kia lại và tiếp tô tượng lại cầm. Thì mới bảo là tô cái này là nhanh cái này nhất. Có đi sản lượng ngay. Rồi lên lấy cho con nó từ con lấy một cái mé nữa cho nó quay bốn mé mà thế rồi nó chạy một mé trên rồi sao không ở đó vậy. Các bạn ơi, video này tôi một son nhé các bạn. Xin chào các bạn, ngày hôm nay là một ngày đẹp trời để chúng ta có thể cùng nhau đi tô mò. Và để tô mò cho đẹp nhất thì các bạn hãy cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thể thêm động lực ra video nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô mò nào.
Bây giờ mình xin tiếp tục tôm nhé các bạn. Ờ, đây đưa cho nó. Bọt vất vả. Anh lấy cái chân thi mà. Ơ. Cái này là cái gì? Đâu. Cái này gì? Mọi người ơi, tượng của mình đây, tượng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, đây là tượng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là tượng của mình này, tượng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây thôi là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Anh Công cùng mình mang 4 kia tô 4 thôi, mới học cùng. Tô 1 đi. Đi qua cho mẹ. Có 2 cái à? 3. Và mẹ thích mẹ một cái thừa này. Tôi nghĩ quay máy đi hơn. Quay máy. À đây cho anh Tùng, em anh Tùng có tập bước chân mà. Đâu. Thôi. Mẹ từ bên đây đâm chân mà không bỏ ra. Đưa về kia. Anh nhường cho cái chị nhất. Cái bộ máy đâu làm gì làm sao? Nó thế này, tức là nghỉ chụp chứ 6 máy nó chưa kêu cao rồi. Bây giờ ngồi đây đi, có gì em tô 6 máy không được đã xem, nhưng mà ngày hôm. Cho kia tô 4 máy. Không thể 4, 4, 4. Hợp lý. Có khi còn phải coi 2 máy không cho nhanh cái việc đó. Lý. Ủa, em tính sẵn việc như thế là ok rồi. Em muốn lớn hơn. Nhưng mà em góp ý. Góp ý thì đọc cái đầu ngày ra làm gì? Thì đấy, cứ gặp là xăm. Video này bảo quả. Để sắp xếp không phải góp ý. Video bảo quả quen thì không thể sử dụng. Không thể lên chân đi đây. Thì chân chân rồi. Thì sao cái anh xuống. Ê, quay lên một mẹ. Hợp lý luôn đấy mẹ. Một anh thôi. Anh không một mẹ nhé. Mẹ hết pin rồi. Sao kỹ thuật cho á? Trời ơi, chứ anh ngồi được cái già, tôi. No. Kia cô nhanh nó dùng mình tại là mua mới mua máy rồi. Mới mua máy rồi. Em biết rồi. Thế rồi. Chuẩn bị qua đó. Có đóng cái kệ mà gì? Đây này, hoa hay cái bóng gì nữa mẹ. Tôi mà xoay nhé.